ngoài sản phẩm xe với thiết kế mới lạ bắt mắt, chất lượng ưu việt là điểm nhấn thu hút sự chú ý của khách hàng. Và chúng tôi còn đặc biệt chú trọng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chúng tôi xem đây như một tiêu chí hàng đầu để khách hàng sớm biết đến thương hiệu Đông Bản và tự tin hài lòng khi lựa chọn dòng sản phẩm xe tải nhẹ Đông Bản. Với phương châm luôn đồng hành cùng khách hàng, chúng tôi cam kết đưa ra dịch vụ chăm sóc hoàn hảo nhất. Với vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, dây chuyền sản xuất ô tô tải tự động này đã đứng đầu Việt Nam với quy mô lớn và hiện đại nhất. Nhờ đó,